Alo Mia, tôi đây. Ừ. Có gì bà cứ nói đi. À mà nếu mà là chuyện hôn họ thì bà không cần phải nói đâu nhá. Tại vì tôi không có ý gì đâu. Bà đừng có ngại. Về chuyện đó, nhưng mà tôi nghĩ là thời gian này chắc là hai đứa mình nên tập trung vào việc học thôi. Chúng tôi thấy là nhiều chuyện mệt mỏi quá, tôi muốn cả hai cần có thời gian để suy nghĩ, vẫn chưa biết là có chuyện gì cả. Tôi vẫn nghĩ là hai đứa mình nên làm bạn thì tốt hơn Hoàng. Alo, alo Hoàng À, ơi. rồi ok, thế quyết định vậy đi. Tôi bận một lát, gặp bà xong nhé. Bây giờ bố? Mày đi đâu từ sáng bây giờ mới về? Con ra ngoài một lát. Mày quay lại, ngồi xuống đây. Mày nói đi, mày đi đâu từ sáng bây giờ mới về? Con bận việc một lát. Sao bố để ý mấy chuyện này? Tại sao hai hôm nay không học trực tuyến mà cũng không gọi điện xin phép cô giáo? Để cô giáo gọi điện, nói tao không ra một cái gì. Mình không có mồm à? Có chuyện đâu bố phải cắt đây như thế. Con lên mình, con giấy phép lên phòng trước đây. Mày ngồi im đấy! Thế bây giờ mày như nào? Dạo này tao thấy mày chểnh mảng. Học hành mày không học. Đi đâu mày không xin phép. Nghỉ học mày không xin phép cô giáo. Thế là như thế nào? Hóa là bố cũng quan tâm đến mấy chuyện này cơ. Con tưởng bố chỉ có công việc thôi. Mày nói như thế là có ý gì? Mày làm cái gì tao cũng biết. Tao cấm mày không được nói với tao như thế. 2 năm nay kể từ ngày mẹ mất, bố nghĩ lại xem, một tuần bố ở nhà được mấy lần, ăn cơm được mấy bữa với con. Đã bao nhiêu lâu rồi hai mẹ con mày không nói chuyện với nhau. Con chơi với ai bố có biết không? Về thì con hỏi bố, bây giờ con đi đâu làm gì bố cũng không quan tâm đâu. Công việc của tao từ trước đến nay vẫn thế. Tao cấm mày không được tỏ thái độ với tao như vậy. Dạ vâng đúng rồi, công việc là quan trọng nhất mà. Để con hỏi bố, tại sao bố không để mọi chuyện diễn ra trước kia đi, còn cố tỏ ra quan tâm con làm gì? Mày im ngay! Con nói sai à? Mày là con, mày không được hôn! Dạ vâng, cái tát ngày hôm nay con thấy nó còn thoải mái và dễ chịu hơn so với việc trong suốt quãng thời gian qua bố chỉ mải mê công việc thôi, chẳng quan tâm gì đến con cả. Thuê bao quý khách vừa gọi, rồi không liên lạc được. Không biết là đi đâu mà giờ này còn chưa về. Nói chung là trong cuộc sống thì chắc chắn là có rồi. Thì bây giờ thì cái việc là bố mẹ là bận với cái công việc nhiều, áp lực nhiều nên là nhiều lúc là cái việc quan tâm đến các cháu nó chưa được tương tác nên là... Cái câu chuyện tình huống mà bạn vừa trao đổi ấy, thì mình nhận thấy là như thế này. Với vai trò là một phụ huynh thì khi mà con mình xa vào cái chuyện tình cảm mà nó lại xa đà vào, tức là nó bỏ rơi cái công việc học, thì đương nhiên là với tâm lý của các ông bố và mẹ thì bao giờ cũng cảm thấy rất là bỡ ngỡ, bất ngờ và thậm chí là tức giận. Và khi mà đã tức giận thì sẽ không kiềm chế được cái cảm xúc của mình, dẫn đến có thể thường là đánh hoặc là mắng chửi con. Thực ra thì mình nghĩ là trong trong cuộc sống đấy thì cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái thì sẽ thường xảy ra ở các gia đình, có lẽ là gia đình nào cũng có. Tuy nhiên là cái mức độ ở các gia đình thì có thể là sẽ khác nhau. Vì là trong cuộc sống hiện đại này thì các em, các trẻ con hiện nay đấy, nó sẽ có nhiều những cái suy nghĩ khác và được tiếp xúc với nhiều cái luồng thông tin ở trên mạng xã hội và cũng như là trong trong xã hội. Bên cạnh đấy thì cha mẹ thì lại rất là bận bịu với lại cuộc sống nên đôi khi là chưa thấu hiểu được hết con cái, nên là cái việc mà xảy ra cái mâu thuẫn trong gia đình là sẽ có, và xảy ra cái xung đột giữa cha mẹ và con cái thì điều này cũng cũng có thể là sẽ xảy ra nhiều nơi.
mình thì cũng có con ở độ tuổi mới lớn. Mình trước đây thì mình cũng tự thấy là cái việc mà mình quan tâm đến con chưa thật là nhiều. Mình cũng hay để tâm đến công việc nhiều hơn. Cho nên là con nhiều lúc là cũng sẽ chưa chia sẻ gì với mẹ cả. Nhưng sau đó thì con càng lớn thì mình càng nhận thấy là việc chia sẻ với con cái là điều rất quan trọng. Cho nên là nhiều lúc mình cũng hay ngồi lại với con, thỉnh thoảng gợi cho con những câu chuyện để con có thể tự tâm sự bộc bạch về cái tình cảm của mình, về những cái tình huống mà con gặp ở trong cuộc sống. Cho nên là mình thấy là cái việc mà bố mẹ dành thời gian nhiều để quan tâm gần gũi với con cái là điều rất quan trọng. Với tôi thì tôi nghĩ là bố mẹ nào thì cũng quan tâm đến con thôi, và riêng bản thân tôi thì cũng là quan tâm. Nhưng mà cũng đúng là vì cái công việc nên là thông thường các cháu thì có phần như là thân thiết với mẹ nhiều hơn. Đấy, bố thì cũng có nói chuyện con nhưng mà ít hơn là với mẹ. Là mỗi người sẽ có một cái cách dành cái tình cảm và sự quan tâm khác nhau. Và riêng với cá nhân mình thì mình luôn dành cái sự quan tâm cho con. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái lúc mà mình bận bịu đấy thì có thể là chưa quan tâm được hết, chưa thấu hiểu được hết. Tuy nhiên là khi mà có cái thời gian rảnh rỗi thì mình lại có thể là nhìn lại cái quãng thời gian mà lúc mình bận đấy để có thể là xem con cần những gì để mình có thể bù đắp cho con và hiểu con hơn, để có thể thấu hiểu được những cái suy nghĩ của con. Đối với mình thì có lẽ là bực tức thì ai cũng sẽ rất là bực tức khi mà con vi phạm hoặc là mắc những cái, tức là không theo những cái định hướng mà cha mẹ đưa ra, thì điều đó cũng rất là dễ hiểu. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình nghĩ rằng là nếu mà kiềm chế được ấy thì sẽ tốt hơn. Tức là lúc đấy mình có thể, bản thân mình có thể là bực tức, tuy nhiên là nếu mình có thể kiềm chế được và mình không để xảy ra cái tình huống như vậy thì có lẽ là cái sự việc nó sẽ không xảy ra như trong cái tình huống của bạn Hoàng. Mình là phụ nữ thì rõ ràng là cái khả năng kiềm chế của mình cũng sẽ tốt hơn. Mình thì không dùng cái hình thức là đánh con, tức là xử lý bằng roi vọt. Ví dụ như con mình hả, thì mình cũng thấy là khi con lớn thì con đầu tiên thì con rất là ngại cái việc mà chia sẻ với mẹ, sợ là bị mẹ để ý, sợ là mẹ quát nạt, thậm chí là điện thoại con cũng giấu, nhật ký con cũng giấu. Nhưng mình nhận thấy là khi mà dành thời gian nhiều hơn cho con thì con lại chia sẻ. Và khi mà con đã chia sẻ thì mình cũng không mượn cái việc là con có bạn trai hay bạn gái để mình mắng chửi con. Mà mình chỉ phân tích là nếu con có bạn trai hay con có bạn gái trên mức tình bạn thì con phải biết làm thế nào để cái tình cảm ấy nó là trong sáng, chứ không phải là những thứ tình cảm mà mình hay gặp ở ngoài xã hội. Tôi thì trước đây cũng có lần mình cũng xảy ra tình huống cũng nóng, là cũng đánh con thì cũng có. Nhưng mà sau này thì rút kinh nghiệm, với bây giờ là trẻ em nó cũng có nhận thức tốt. Và cái pháp luật của mình, cái giáo dục, cái pháp luật nó cũng tốt, nên mình cũng am hiểu cái việc là không xâm phạm đến các cháu. Nên là mình cũng sẽ đã bình tĩnh nhiều hơn trong những tình huống như này, thì sẽ thật sự là suy nghĩ để làm sao mà giải quyết nó hợp lý nhất để các cháu nó hiểu và có cái kết quả tốt giáo dục về các cháu trước mắt cũng như là về lâu dài. Tức là nếu mà gặp phải trường hợp con như thế đấy thì có lẽ là lúc đấy mình sẽ phải cố gắng kiềm chế, và nếu như đã kiềm chế được thì sẽ phải tìm hiểu vấn đề. Có thể là lúc đấy nếu mà hỏi con thì chắc là con nó sẽ không bao giờ nói thật với mình, thì mình có thể tìm hiểu qua nhiều cái kênh khác. Bây giờ các thầy cô ở trường, và đặc biệt là bạn bè của con ấy, đặc biệt là những cái bạn mà chơi thân ấy, thì mình có thể tìm hiểu qua những cái kênh đó thì mình có thể hiểu được con hơn. Và sau khi mà hiểu được cái vấn đề đó thì mình có thể sẽ có được những cái định hướng tốt và sẽ có những cái lời khuyên phù hợp nhất đối với con mình. Thì mình nghĩ là sẽ có thể là sẽ có cái kết quả sẽ tốt hơn ở trong cái tình huống đó. Thế thì với mình thì con cái thì rõ ràng phải là những người mà mình phải được quan tâm nhiều nhất. Thế thì nếu là bố mẹ thì mình nghĩ là như này, với bố mẹ thì có lẽ cũng phải dành nhiều tình cảm hơn cho con. Công việc là quan trọng nhưng con cái phải là số 1. Cho nên bố mẹ cũng sẽ phải tự điều chỉnh lại cái công việc của mình, dành thời gian nhiều hơn cho con, phân tích để tránh cái việc là con sẽ có những cái phản ứng tiêu cực như là tình huống bạn vừa nói.